làm gì khi ghen? Em trả lời nãy giờ 20 phút rồi. Trời, cái này nó hỏi bắt vợ giữa hai đứa rồi. Muốn đẹp nhân tạo hay xấu tự nhiên? Không biết là họ dành tình cảm cho mình là vì vẻ bề ngoài hay là vì tính cách con người của mình. Phụ nữ làm gì khi chồng say nắng? Từ ngày hôm nay anh và cô ta đứng cách xa nhau 8 mét. Là vợ phải thế, nơi chủ đề làm vợ được trình bày với nhiều góc nhìn trái chiều nhưng chân thực và đầy cảm xúc, với sự có mặt của những cặp đôi nổi tiếng và người dẫn chuyện Việt Hương, Hồng Đào, Đại Nghĩa. Đón xem lúc 21:45 thứ ba hàng tuần trên HTV7.